Bây giờ chúng ta sẽ làm steak. Steak nha mọi người. Steak kiểu... em muốn ăn kiểu gì? Em muốn kiểu Pháp hay kiểu Mỹ? Mỹ thì không sauce, Pháp thì có sauce. Em nghĩ ăn sauce ngon hơn. Sauce tiêu? Yeah. It's a sauce... tiêu xanh. Black pepper. À gì vậy? Blue pepper, ba gì? Green pepper. Green pepper. Okay, okay. Tiêu xanh. It's a sauce. Anh không thích sauce lắm. Tại vì biết sao? Khi mình ăn bò mình phải ăn không sauce để... cái mùi thịt bò nó rõ nhất, hiểu không? À. Nhưng mà vì khách hàng yêu cầu nên anh sẽ làm... can I have a towel? Cái towel? Dạ. Yeah. Để mình làm salad á. Đây, mình sẽ làm cái salad vô đây. Salad gì anh? Đấy. Mình làm salad gì? Đấy, salad. Rồi. Mình sẽ nhẹ nhẹ. Em thích ăn salad kiểu gì? Đà Lạt không? Đà Lạt có hành phi. Thôi. À, vậy hả? Thường thì nếu mà đi ăn hàng Tây em sẽ ăn Caesar salad. À. Mà ở đây em thấy là không có cái gọi là... bánh Mỹ. Không phải bánh Mỹ. Bacon. À, bacon, dạ. Yeah. Thì bây giờ em không mừng tượng được anh sẽ làm salad gì. Đó, quá trời quá đất đó. Anh sẽ làm rất đơn giản thôi, em đừng có hoang mang. Can I have cái chén hả? Đây, một cái chén như anh yêu cầu. Dạ. Can I have cái muỗng hả? Đây. Mình sẽ làm chanh luôn. Lấy nước cốt chứ. À, cái này mình sẽ bỏ cho một ít đường. Cho miếng nước lọc vô đây. Cho anh miếng nước suối nào. Đây, em mới vừa lên suối lấy. Trời ơi, mặn mà quá. Cho miếng suối mới lên suối lấy. Rồi, đây. Mình có cái bí quyết gì chỉ em đi chứ món này em chưa nấu bao giờ nha. Đơn giản hơn. Đây, chúng ta cho một miếng nước cốt chanh nữa. Bắt hơi miếng trái luôn anh. Beautiful. Rồi. Một muỗng. Hai muỗng. Rồi. Hai muỗng dầu liêu. Này đi đấy. Rồi. Này là biết gì không? Xả hương. Thyme. So easy. Vậy thôi. Chanh. Một tí nước, một tí đường. Dầu liêu, xả hương. Nghĩa là thêm miếng nữa đi ha. Yeah. Cho nó nhiều. Ủa steak mà thường mà mình không ướp nó trước à? Có chứ. Ướp làm luôn. Mà ướp nhanh mà đúng không? Ướp nhanh. Ướp rồi nhanh. Rồi chúng ta sẽ trộn lên. Nhẹ thôi nha, xà lá là trộn nhẹ thôi chứ để nó bị dập á. Rồi. Phô mai gì em? Cái này là parmesan. Ok. Vậy là xong món salad hả? Yes. Oh. Ok. Em đang đợi món chính. Đang hóng. Rồi. Đây là rib eye đúng không? It's a rib eye. Ow. Ok. Nay mình làm món Tây, mọi người phải nói tiếng Tây nha mọi người. Không được nói tiếng Việt nha. Ok ok. We speak the English. Ok. Tí dầu liều. Thường anh thấy là phải cha. Đấy. Tiêu. Một chút tiêu. Tiêu nó hơi nhuyễn. Có massage anh không? Nhẹ nhẹ thôi. Đó, và mình sẽ... anh giao miếng thịt bò tập thể dục anh đâu có, mình xoay nó đều thôi à. Đó, cái mặt này không cần ấy, mình chỉ lấy cái gì ở dưới vậy này thôi. Ok sớm cần ướp bao lâu anh? Không cần ướp đâu, làm luôn. Làm luôn nha. Luôn làm luôn. Có rượu vang chưa? Đi lấy cho rượu vang nào. Đây anh. Em có biết uống rượu vang không? Chút chút khui.
giờ mình lấy một xíu mình nấu thôi. Thấy không? Anh sẽ làm cái sauce em một xíu. Một ban đỏ. À, còn lại thì gọi là lát mình uống nhâm nhi. Ok anh. Còn có chảo ga thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà không có. Nếu khách quen người có gì xảy đó. Chưa. Rồi. Mình làm gì tiếp đây anh? À, vậy bây giờ lấy hai cái dĩa. Hai cái dĩa đẹp đẹp ra xin nhà hàng hai cái dĩa. Ới cái có liền luôn nè anh. Đó, cái này lát mình bỏ đây mình decor ha. À. Ok. Em muốn ăn kiểu nào? 50-50 à. Ok, medium. 50-50. Steak kiểu how do you want to ăn steak? How do you want to cook 50-50 hả? 50-50. Oh my god. Mọi người nghe thơm chưa ạ? Em thấy thơm rồi đó, mọi người chưa nghe đâu nhưng mà em thấy thơm rồi đó. Mọi người có biết cách gọi là làm sao để biết miếng bò nó medium rare rồi chưa ạ? Thấy không? Vô nè. Nhấn vô. Đó là em ăn này nè. Đó. Vợ em nè. Con em nè. Còn anh nè. Đó. Sao biết được? Của em không có miếng thịt nào để em bấm luôn anh. Không có bấm, để vô thôi. Nè. Thì lát bấm miếng thịt nó y chang vậy nè, là vấn đề là... mọi người xem nè. Cùng là bấm tay nè, ở đây không có thịt. Ý mình ở đây. Ý mình nói tao mập á hả? Cái vấn đề về thịt nhiều thịt ít mà cái độ đàn hồi của nó. Trời ơi thơm quá mọi người ạ. Khui chưa? Khui rồi. Rồi trong thời gian chờ đợi vào bên thì lấy cho anh một ít tiêu. Đẹp. Đủ với anh. Đủ rồi. Rồi. Lấy một miếng bột bỏ đây. Excuse me. Look at me. Trộn luôn nha anh. Oh beautiful anh hả? Đủ với anh. Nếu muốn đủ với. Quậy lên đi cưng. Beautiful anh. Cái này đó lắp mình nước sốt nè. Bơ. Bơ lạc lắm anh. Anh son. Trời. Khi nào mình bỏ rượu vang vô anh? Chưa rác làm sao bỏ rượu vang. Bơ hay đỏ rồi anh. Thơm rồi đó. Excuse me. Tuyệt vời. Tuyệt vời ở mặt trời. Đâu thử coi. Thử coi. Đây nè, nhẹ thôi, không gồng. Không có gồng. Rồi chích vô đây. Đó, rồi chích vô đây. Cái nào mềm hơn? Cái này mềm hơn. Thì có nghĩa là sao? Là chưa chín. Là chưa tới cái đủ độ. Chưa. Biết rồi. Về đừng có làm la với vợ nghe chưa? Em ơi, anh mới biết cái này nè là chết luôn á. Mới học được. Đó là ăn rất là đỉnh cao luôn á. Thấm mà bơ rồi. Rồi. Một phút nữa thôi mọi người ạ. Nào. Để cho nó thở. Cho nó chảy cái bơ xuống đó. Cho nó khô miếng bò. Miếng bò là phải thở. Biết sao phải thở bò không? Không. Tại vì khi em nấu nhiệt độ cao á thì thịt bò bắt đầu chín thì nó sẽ co cụm cái nước ở vô vị trí chính giữa trung tâm của miếng thịt bò. Khi mình để nguội đi thì cái độ nóng nó giảm bớt thì cái nước trong bò nó sẽ lan đều ra cả miếng bò. Ok. Giờ thì em đã hiểu. Rồi. Để đây. Giờ mình sẽ làm cái sauce.
người thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm sốt bằng một cái gia vị mà Tây cũng phải nể, đó chính là nước mắm. Thèm chảy nước miếng rồi đó anh. Chín xu Biển Đông. Mắm chín xu vô nó dậy mùi liền, thấy không? Thơm liền. Bắt đầu nước miếng chảy ra rồi. Cuối cùng bắt đầu đề co, mình món lên đây luôn. Đây, steak for Lâm Vinh Hải. Ủa cái này cho em, ok. Em là nghe nhầm, em nghe nhầm. Tại vì em bị thu hút quá. Ok. Dạ. Lên bàn. Tay lên ta lăn vào bếp để xem là hôm nay ta nấu gì nào.